Tin mừng theo Thánh Luca. Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng." Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu và phải đi chăn heo. Bây giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói." Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Nhìn thấy anh ở đằng xa, ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh và hôn lấy hôn để. Khi gặp lại cha, anh nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa." Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy." Từ ngoài đồng về, người con cả giận dỗi không chịu vào. Người cha chạy ra và nói với anh: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha. Tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy." Lòng thương xót của Thiên Chúa. Amy Beale vừa tốt nghiệp đại học Stanford bị bốn thanh niên giết chết. Nhưng cha mẹ của Amy đã tha thứ và xin giảm án cho những người này. Sau đó mẹ của Amy còn mướn Tobacco, một trong bốn người phạm tội, làm việc cho bà. Bà xem Tobacco như người trong gia đình và cho anh đi cùng trong các buổi diễn thuyết khắp thế giới để nói về sự tha thứ và hòa giải. Bài Tin Mừng cho ta thấy sự tha thứ và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Qua hình ảnh người cha nhân hậu, người luôn yêu thương, tha thứ cho con cái mình. Dù đứa con có tội lỗi như thế nào đi nữa, thì người vẫn dang rộng vòng tay chờ đón nó trở về. Tình yêu đích thực thể hiện ở sự tha thứ. Chỉ có yêu thực lòng, yêu tha thiết mới có thể tha thứ, và chính sự tha thứ dẫn chúng ta đến tình yêu trọn vẹn. Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương và tha thứ cho chúng ta, cho dù chúng ta bất xứng. Là những Kitô hữu, chúng ta hãy tín thác vào lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa mà quay gót trở về với Người mỗi khi lỗi phạm. Ngôn sứ Isaiah nói: "Tội các ngươi dầu có đỏ như son cũng ra trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều cũng hóa trắng như bông." Hãy cậy trông vào tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa, Người luôn mong chờ chúng ta trở về. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn cậy trông vào lòng thương xót của Ngài. Amen.